không? Hoang mang lắm mày. Độ này tâm trạng của tao nó không được tốt. Nó kỳ lắm mày ơi. Trời, tao không biết tao nên giải sao nữa. Học hành thì cũng lên đên. Rồi bạn bè thì độ này nó chơi toàn với những con nhỏ mà không thể nói nên lời. Độ này tao vô cùng bối rối, tao không biết phải làm sao nữa. Trời ơi, tao buồn lắm. Nhiều khi á, tao không biết sao nữa. Tao không biết làm gì để phá giải được cái này nữa mẹ ơi. Sao mày bất tao? Tại vì tao thích Đức. Mày thấy tao đeo vòng đẹp không? Đẹp. Cảm ơn. Mày ngồi ghế thôi, ngồi cái mọc lách thấy được. Biết sao không? Mày biết đội này trong lớp mình có chuyện gì không? Không. Ghê lắm mày, tao kể cho mày nghe. Đội này tao có chuyện có mấy cặp chơi bời với nhau. Ghê chứ mày. Ghê. Lần nọ tao phát hiện ra được cái này vậy. Đừng. Trời, mày biết sao không? Tao phát hiện thằng Huy với thằng Hiếu mày. Đây, đưa đây. Mày chó. Như đội này em học hành sao Huy? Thằng Hiếu nói như vậy đó mày. Nó cầm tay nó mơn trớn vậy nè. Đôi lúc nó đó còn ôm nhau mà sờ vậy nữa. Trời, tao cũng không biết sao nữa. Rồi đội này mày thấy con Nhân với lại thằng Khánh nhà không? Nhà kinh khủng luôn. Đội này tao cũng không biết sao mày. Trong lớp mình nhiều chuyện ghê quá. Trời ơi. Ghê quá em ơi, ghê quá, nó làm chị xấu em. Ôi xấu quá. Lú đừng có lú, đừng có sợ nha lú. Đúng rồi. Tao phản mày đó. Phản đừng có. Ê. Nó thích thằng Huy, lộn nó thích thằng Ghi. Không có thằng Ghi đó là không chịu biết thằng siêu nhân. Phải có thằng Ghi đó nha. Một lần nó đứng làm siêu nhân đó, lâu rồi. À ngồi xuống luôn đi. À chết mẹ. Là như vậy. Là cái gì vậy? Đâu có đâu phải đâu. Là bữa đó là lần đầu tiên thằng Nhân nó làm ra tài năng của mình, tụi mình mới phát hiện ra tài năng của nó. Anh mới hiếu kỳ lại anh xem. Biết sao không? Đúng đó. Nhân đi hồi xưa Nhân cho mình coi đi. Nhân không phải có ghi đây Nhân mới làm. Coi ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Không chịu làm mày. Không làm mày sao tao mới chạy lại ghi lại cái ngồi với Nhân để cho Nhân biết hình sự Nhân cho mình coi đi. Ghi vừa lại Nhân hỡi trời ơi ghê chưa. Lớp mình nhiều biến động lắm, để tuần sau chúng ta lại kể chuyện tiếp ha.